Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem YouTube của tất cả anh em. Thì ngày hôm nay tiếp tục cập nhật cái thông tin liên quan đến câu chuyện kiện tụng giữa mẹ con cô Sáu Bào cùng với Hồng Loan. Thưa quý vị, theo cái thông tin mới nhất thì không hiểu vì cái lý do gì thì nghe thông tin là chú Bảy đã gọi là rút cái tên của mình ra khỏi cái lá đơn đã được gửi lên tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, và về phía tòa án cũng đã thụ lý rồi. Thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy là tình hình khá là căng thẳng, và Hồng Phượng đó cũng đã lên tiếng rồi là mình sẽ tiếp tục làm những cái đơn gọi là kiện tụng một số những cái cá nhân rồi, và nhận được rất là nhiều những cái gạch đá cũng như là những cái ý kiến khác nhau của khán giả. Người thì cho rằng là nếu như thật sự mà Hồng Phượng muốn theo đuổi cái đam mê cũng như là con đường nghệ thuật mà cô cho rằng là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã chỉ dạy cũng như là cái tâm nguyện muốn cô theo nghề, thì đáng lẽ ra cô phải gọi là tự nguyện sao kê rồi minh bạch những cái vấn đề mà khán giả người hâm mộ thắc mắc, chứ không phải gọi là lên đe dọa người này đe dọa người kia về cái vấn đề pháp lý hay là cho đến gọi là kiện tụng. Thưa quý vị, nhưng mà bất ngờ thay thì không hiểu vì sao chú Bảy là một người cũng đã gọi là đã từng gọi là lên tiếng khá là mạnh mẽ. Không hiểu vì lý do gì thì ngày hôm nay chú Bảy đã rút cái tên mình ra khỏi cái lá đơn cùng gọi là đồng ký tên trong cái vấn đề kiện tụng đối với Hồng Loan. Chắc có lẽ rằng là chúng ta được biết là bởi vì hiện tại đó, về cái mặt gọi là pháp lý rồi cho đến là cái vấn đề gọi là tình đó, thì Hồng Loan đang thắng thế. Và cái mức án phí đó, có lẽ rằng chú Bảy nghe nói là cái mức án phí lên đến gọi là hơn 200 triệu đồng, bởi vì cái khối tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó được gọi là được tính là hơn khoảng 100 tỷ đồng. Cho nên là cái vấn đề án phí lên đến 200 mấy chục triệu. Cho nên chú Bảy cũng lo ngại về cái vấn đề này, cho nên là chú đã rút ra khỏi, rút tên mình ra khỏi cái lá đơn này. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì thêm một cái thông tin cũng khá là mới liên quan đến một cái nhân vật, đó chính là cô Thanh Thanh Tâm, cũng là một nghệ sĩ ưu tú vừa mới trở về từ Mỹ đến viếng mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, để lại rất là nhiều những ý kiến khác nhau. Trước đây đó thì khi xuất hiện những cái thông tin đồn đoán cho rằng là Hồng Loan là con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, rồi là giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh chứ, là giấy khai sinh giả không đúng, và người ta còn đồn rằng Thanh Thanh Tâm là một cái mối tình cuối cùng của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và ngày hôm nay khi mà cái sự việc gọi là họp báo của Hồng Phượng sắp xảy ra, cái vấn đề kiện tụng đang căng thẳng, thì bất ngờ Thanh Thanh Tâm đã bay trở về Việt Nam. Thì làm một cái động thái thì Thanh Thanh Tâm có chia sẻ một số cái thông tin liên quan đến cái sự việc này. Cụ thể thì sáng sớm ngày 16 tháng 6, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã cùng gia đình của mình, trong đó có là nghệ sĩ ưu tú Tô Kim Hồng, đến viếng mộ cha của mình là cố nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng và thắp hương tại mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chị đã tâm sự trong nước mắt: khi biết tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng không thể nào sắp xếp công việc để về dự tang lễ của anh. Đến hôm sau thì sau 100 ngày mất của anh, tôi mới có thể đến Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương để thắp nén hương nhớ đến người anh, người bạn diễn ăn ý nhất của tôi. Thưa quý vị, bên mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã khấn nguyện người bạn diễn thân thiết rằng mãi mãi chị không bao giờ quên những vai diễn mà anh đã chỉ dẫn, đồng hành, sáng tạo để đem lại sự yêu mến của số đông công chúng. Trong đó nổi tiếng nhất là vai Thanh và vai Vịnh trong vở gọi là Hòn Vọng Phu. Thưa quý vị, thì được biết đó, Thanh Thanh Tâm là một nghệ sĩ không phải là duy nhất mà được cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chỉ dạy và có thể nói là kéo vực dậy trong cái nghề, đó chính là sân khấu gọi là nghệ thuật cải lương của chú anh chị. Bên cạnh đó cũng như là Thanh Hằng nè, Thoại Mỹ nè, cũng được cái sự chỉ dạy, kể cả nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng là một người đàn em, cũng được rất là được gọi là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chỉ dạy rất là nhiều lần, và tất cả đó, họ đều biết ơn cái người mà đã từng, người anh cũng như là người thầy đã chỉ dạy mình. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta được biết là khi mà xảy ra những cái sự việc đó,
thì rất là nhiều người cũng đã lên tiếng rồi. Kim Tử Long, Lâm Khánh Chi, rồi những người xung quanh nữa, những người mà đã từng làm nghề chung đó, thì họ luôn nói rằng đó, trước đây đó, đối với một người nghệ sĩ đó, một người nổi tiếng đó, thì trước tiên là phải được chịu được cái áp lực của từ phía gọi là dư luận. Và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng là một người nghệ sĩ nổi tiếng, và trước đó thì ông cũng đã bị những cái lùm xùm. Trong cuộc đời nghệ sĩ thì ai cũng vậy cho cô chú anh chị, là liên tục bị soi mói, bị lùm xùm liên quan đến cái vấn đề đời tư. Nhưng mà ông đã có một cái cách xử lý truyền thông và xử lý tình huống khá là tốt, và chọn cho mình một cái cách, đó chính là nhẹ nhàng và yên ắng, thậm chí là im lặng trước những cái biến cố cũng như là ồn ào của cuộc đời. Không giống như mà cái câu chuyện mà của Hồng Loan, Hồng Phượng hay là nhà gia đình của cô Sáu ngày hôm nay, họ chọn một cái cách, mặc dù là lùm xùm với những người thân luôn, nhưng mà họ mà chọn một cái cách, đó chính là đưa ra pháp lực, và càng ngày đẩy cái câu chuyện nó càng lúc càng căng thẳng lên. Chính cô Sáu là người đã đâm đơn kiện Hồng Loan, và hiện tại đó theo Thanh Nguyên thấy rằng là rất là nhiều ý kiến của quý vị khán giả đó, thì cho rằng đã trước đó thì Hồng Loan cũng đã lên tiếng rằng là mọi người hãy gọi là ủng hộ, giúp đỡ Hồng Loan vượt qua những cái khó khăn khi mà chưa hoàn thành 100 ngày của cha mình. Và họ cho rằng ngày hôm nay thì họ đã, những người khán giả, những người hâm mộ đã làm điều đó rồi, thì Hồng Loan cần nhất thiết phải lên tiếng để có thể nói là đáp trả, cũng như làm một cái sự việc nào đó, thậm chí là kiện ngược lại gia đình của cô Sáu cũng như là Hồng Phượng, làm sáng tỏ mọi việc, trong đó là có sự ủng hộ cũng như là sự giúp sức của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa. Chúng ta được biết là Vũ Linh cũng đã lên tiếng khá là mạnh mẽ rồi, ai muốn chơi gì thì chơi đó. Nếu mà nói về mặt tình cảm, đối xử về mặt tình cảm, thì tôi sẽ đối lại về tình cảm. Còn nếu mà muốn mang ra pháp lực thì tôi cũng sẽ gọi là mang pháp lực ra để giải quyết. Bởi vì Vũ Linh cũng đã từng bị vu oan và vu khống, cho rằng là kinh doanh trên đám ma của đám tang của cha mình, là cái vấn đề mà ký hợp đồng với công ty BH Media. Suốt 2 tháng trời Vũ Linh đã chịu rất nhiều những cái gạch đá, thậm chí là cái sự tẩy chay của khán giả, và bắt buộc anh phải lên tiếng. Và mọi chuyện vỡ lẽ ra là người ký hợp đồng lại là Hồng Phượng. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái sự việc gọi là gấp lửa bỏ tay người rồi. Tại sao trong vòng 2 tháng đó, khi xảy ra những cái ồn ào, Vũ Linh đã bị rất nhiều gạch đá, thì Hồng Phượng là người làm ra câu chuyện này lại không lên tiếng giúp người gọi là người có thể nói là người đàn anh đi trước, và thậm chí là người thân trong gia đình. Tại vì Vũ Linh cũng là con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nói về cái mặt gọi là con đường nghệ thuật, thì Vũ Linh cũng là một người đi trước, đàn anh của Hồng Phượng. Tại sao mà lại không lên tiếng để giải thích rõ ràng cái câu chuyện này? Và ngày hôm nay mọi chuyện có vỡ lẽ ra, Vũ Linh cũng khẳng định rồi, anh sẽ nói về những cái vấn đề gọi là pháp lý, đưa ra pháp lực, chứ đừng có lên gọi là đe dọa kiện tụng người này, kiện tụng người kia. Thì hiện tại đó, khán giả cho rằng là Hồng Loan cần có một cái động thái quyết liệt hơn để mà có thể nói là làm đơn kiện ngược lại gia đình của cô Sáu về một số những cái nội dung, đặc biệt là cái câu chuyện mà liên quan đến cái vấn đề tiền bạc, những cái số tiền trong két sắt, cho đến là những cái khoản tiền vàng bạc mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi mà đeo trên người đã qua đời đó, cần phải rõ ràng minh bạch ra hết. Chúng ta không biết là cái buổi họp báo gọi là sắp diễn ra đó, thì Hồng Phượng sẽ gọi là tiết lộ và chia sẻ một số những nội dung gì, và có công khai minh bạch những cái vấn đề này hay không. Thì nhiều người cho rằng là Hồng Phượng sẽ gọi là không dám tung ra những cái giấy tờ bản sao kê để lấy lại danh dự cho mình đâu, bởi vì sau khi mà tự nhiên là cái tiền phúng điếu sau đám tang đó, tiền phúng điếu rồi cho đến là những vàng bạc trang sức mất đi, thì Hồng Phượng lại tậu nhà lầu, tậu xe hơi, tậu những cái vật dụng gọi là riêng tư của mình, mua xe vân vân. Tại sao trước đó thì không có mua, nhưng mà sau khi đám tang số tiền này bỗng nhiên gọi là bị biến mất, thì Hồng Phượng lại tậu cho mình những cái khối tài sản riêng. Đó là cái điều mà khán giả, những người hâm mộ họ đặt ra. Và tôi nghĩ rằng đó, đã là một người nghệ sĩ thì phải bị gọi là những cái người fan, rồi fan hâm mộ, những cái khán giả
ở trên gọi là cộng đồng mạng cũng như là xã hội, người ta theo dõi, người ta chú ý và người ta yêu thương mình, thì khi xuất hiện những cái tin không đúng không hay thì người ta lên tiếng yêu cầu thần tượng của mình cần phải làm rõ một số những cái nội dung đó. Thì cái đó thì cái điều là hoàn toàn hợp lý, thậm chí là theo những cái bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, ca nghệ sĩ đó, theo cái quy định đó, từ phía gọi là Bộ Thông tin và Truyền thông đó, Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao đó, thì rõ ràng cũng có cái nội dung các nhân vật nghệ sĩ cần phải có những cái phát ngôn chuẩn mực, rồi nào là những cái việc làm nó hoàn toàn minh bạch, không thể nào lợi dụng cái tình yêu thương của khán giả để trục lợi bản thân của mình. Thì rõ ràng chúng ta có thể thấy là những cái hành động của Hồng Phượng ngày hôm nay đó chính là cái sự khơi nguồn khiến cho khán giả họ phẫn nộ, họ gọi là cần Hồng Phượng phải làm rõ để lấy lại hình ảnh của mình. Thật ra đối với bản thân của Hồng Phượng đó, Thanh Huyền nghĩ rằng cái câu chuyện này nó hoàn toàn khá là dễ dàng luôn. Nếu như mình không có nha thì rất là dễ dàng ra sao kê minh bạch tài khoản, tất cả những cái khoản tiền ra hết, rồi sau đó họp báo rồi tung tất cả những cái điều này lên, và nó thẳng ra cũng không cần phải kiện tụng ai cả là mới có thể gọi là lấy lại cái sự yêu thương của khán giả thôi. Còn nếu mà cho dù tung ra mà tuyên bố rồi là, hoặc là làm đơn kiện người này kiện người kia vân vân các kiểu, thì Thanh Nguyên nghĩ rằng nó cũng sẽ nhận lại những ý kiến trái chiều khác nhau, bởi vì cô ấy cũng là một người gọi là làm nghệ thuật thì con đường cũng còn rất là dài, còn rất là trẻ đó, thưa quý vị. Cho nên những cái việc làm mà nó dường như nó muốn ăn thua với khán giả, muốn hơn thua, muốn gọi là tuyệt đối đối với những người gọi là hâm mộ của ấy, thì rõ ràng đó cái điều nó không hợp lý, thưa quý vị. Đối với một người mà hâm mộ đó, mà khi gọi là có một cái thông tin sai trái, sai lệch về thần tượng hay là người hâm mộ của mình, thì họ có quyền, họ yêu cầu, họ tìm kiếm cái người thần tượng đó phải giải thích rõ cho mình biết cái điều đó có đúng hay không. Nhưng mà trong những cái việc làm vừa qua, thứ nhất là của Hồng Phượng, họ là thứ nhất là hoàn toàn im lặng, rồi sau đó thì có những cái vấn đề phát ngôn chửi bới nặng nề, xúc phạm những cái lời chửi thề chửi tục của mẹ con cô Sáu được đăng đầy đẩy trên các không gian mạng. Bước vào nhà của Hồng Loan thì cũng chửi thề rất là nhiều, làm những cái hành động rồi dơ quần áo, rồi thậm chí mới đây thì cũng không xuất hiện trong để mà thăm viếng mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vào lúc ngày 100. Thì chúng ta được biết rồi, họ sợ những cái áp lực từ phía gọi là dư luận, từ phía những cái YouTuber, từ phía gọi là đông đảo cái khán giả, cho nên là họ ngại, có lẽ là như vậy. Bên cạnh đó là không muốn gọi là giáp mặt với Hồng Loan trong thời điểm hiện tại, khi mà họ cũng đã có đơn rồi, đơn gửi đến gọi là tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, họ cũng đã thụ lý rồi, thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì đối với cái thông tin mà chú bảy đã gọi là rút cái tên của mình ra khỏi cái lá đơn, đây là một cái động thái khá là lạ. Tại sao chú bảy lại quay xe khi trước đó cũng đã từng tuyên bố khá là mạnh mồm, mày phải ra xét nghiệm ADN với tao, nếu như không có thì mày có chịu gọi là bước ra khỏi nhà không đem ra một xu nào hay không? Đó, thật ra là thưa quý vị, nhiều người còn cho rằng Tiểu Linh hay là cô Sáu Hồng Nhung có phải là em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không nữa. Người ta còn đặt ra vấn đề đó khi mà nói rằng là Hồng Loan là con nuôi, không có một cái chứng cứ hay cái cơ sở nào, thì khán giả người hâm mộ lại đặt ngược lại cho cô Sáu cũng như là Tiểu Linh là bằng chứng nào mà cô Sáu Hồng Nhung rồi cũng như là Tiểu Linh chứng minh được mình là em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không. Đó thì lúc đó người ta mới tin là để cho Hồng Loan có thể đi xét nghiệm ADN với chú Bảy, bởi vì chưa chắc gì chú Bảy đã là em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nếu mà xét nghiệm như vậy thì có cái phần thiệt thòi dành cho Hồng Loan. Nếu mà cần ADN thì chỉ là ADN của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với Hồng Loan là ok. Còn riêng về cái mặt của chú Bảy thì đó là một cái điều gọi là khán giả là đặt ra một cái nghi vấn. Nó trong sự xứng cho sự việc ngày hôm nay đó, nó đẩy lên cái vấn đề gọi là cao trào nữa, cô chú anh chị. Còn cái câu chuyện gọi là nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm khi mà trở về nước sau trước những cái ồn ào cũng như là cái sự việc đang căng thẳng diễn ra, nhiều người cho rằng là mối tình đầu, mối tình cuối của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và khả năng gọi là Thanh Thanh Tâm trở về là muốn gọi là giúp Hồng Loan trong cái thời điểm hiện tại, thì đó cũng chỉ là một số những cái nghi vấn, nghi ngờ của khán giả thôi. Còn trên thực tế thì chúng ta cũng chưa biết được là Thanh Thanh Tâm thật sự có liên quan gì giữa mối quan hệ Hồng Loan và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không nữa. Thì có lẽ rằng khoảng thời gian sắp tới đây là những cái khoảng thời gian cực nóng
đối với cái câu chuyện này. Khi mà Thanh Thanh Tâm cũng đã quay trở về trong thời điểm hiện tại, Thanh Nguyên nghĩ rằng đó cũng có một cái ẩn ý gì trong cái câu chuyện sắp diễn ra tới đây, đặc biệt là cái buổi họp báo của Hồng Phượng. Thưa quý vị, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi liệu rằng Hồng Phượng sẽ làm gì trong cái buổi họp báo này và công bố ra sao sự việc này, và động thái của Vũ Lưng và Hồng Loan sắp tới đây sẽ như thế nào, khi mà khán giả cộng đồng mạng đó họ luôn luôn ủng hộ và thậm chí là họ gọi là mong muốn Hồng Loan phải mạnh mẽ hơn nữa, đừng để người khác là ức hiếp mình mãi như vậy, bởi vì cô đã bị ức hiếp suốt một khoảng thời gian rất là dài rồi, từ bé đến lớn. Và kể cả là ngày hôm trước khi mà xảy ra vụ việc này, chúng ta còn thấy những cái hình ảnh là kể cả con của Hồng Loan cũng bị gọi là ăn hiếp khá là nhiều. Cho nên là khán giả rất là nhiều người có ý kiến là Hồng Loan cần phải mạnh mẽ hơn để có thể nói là chống chọi qua khoảng thời gian này. Và rất nhiều người hâm mộ cả nước đang gọi là trông chờ những cái động thái mới nhất của cô và luôn luôn ủng hộ cô. Thưa cô chú anh chị, vâng thì đó là một số những cái điều mà sáng ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả cô chú anh chị, và em cũng sẽ luôn luôn cố gắng cập nhật một số những cái thông tin mới để mà gửi đến cho tất cả quý vị chúng ta tiện theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng thì ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái sản phẩm mà hiện tại em đang bán trên nền tảng YouTube này. Đó, cái này là tôm khô được lấy từ quê hương Bạc Liêu. Cái này là tôm khô loại 1 nha cô chú anh chị. Một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký là 750 ngàn, một ký là 1,5 triệu, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam nha. Còn cô chú anh chị nào ở nước ngoài thì vui lòng chịu phí ship dùm em nha cô chú anh chị. Đây là tôm khô loại 1, chất lượng rất là thơm ngon, được lấy từ vùng quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo đó chính là mật ong rừng. Mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau. Một chai em đang cầm là 1 lít, 1 lít là 1,5 triệu, nửa lít thì 750 ngàn. Quý vị khán giả của chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình. Hai sản phẩm này thì em đều có thể giao qua nước ngoài được, bất cứ nước nào nha. Rồi xin cảm ơn quý vị rất nhiều, mong rằng cô chú ủng hộ cho những cái sản phẩm em đang bán. Xin cảm ơn.